Dự báo đến năm 2028, giá trị hoạt động thương mại khí hóa lỏng LNG toàn cầu sẽ tăng thêm 25%, đạt khoảng 500 triệu tấn mỗi năm. Trong khi đó, cơ quan thông tin năng lượng EIA cho biết Mỹ đã trở thành nước xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới vào năm 2023. Mỹ cũng đặt mục tiêu chiếm các hợp đồng quan trọng trên thị trường LNG đang phát triển. Tuy nhiên, ở khu vực châu Âu, Mỹ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua tam mã. Sử dụng khí hóa lỏng LNG trong cơ cấu năng lượng của châu Âu đã tăng từ 12% lên tới 50% trong 10 năm qua. Hiện tại, LNG chiếm từ 45% đến 50% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU. Số liệu từ cơ quan thống kê Eurostat cho thấy Mỹ là nguồn cung LNG lớn nhất của châu Âu với 40%, tiếp theo là Nga và Qatar, cả hai đều có thị phần là 13%. Trong năm 2023, châu Âu vẫn là nhà nhập khẩu LNG lớn nhất của Nga với 15,5 triệu tấn, tương đương với lượng nhập khẩu năm 2022. Riêng tháng 11, xuất khẩu LNG của Nga sang EU đạt mức cao nhất mọi thời đại với hơn 1,75 triệu tấn. Theo cơ quan giám sát môi trường Global Witness, trong nửa đầu năm 2023, nhập khẩu LNG từ Nga đến châu Âu chủ yếu thông qua tàu chở dầu đã tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, một lượng lớn LNG của Nga cũng đến EU thông qua các nước trung gian thứ ba, ví dụ điển hình là Bulgaria. Bulgaria đã cắt nguồn khí đốt của Nga vào năm 2022 do từ chối thanh toán bằng đồng ruble. Tuy nhiên, Bulgaria vẫn gián tiếp nhập khẩu LNG từ Nga. Nhập khẩu LNG của Nga từ Hy Lạp theo Trung tâm Nghiên cứu Dân chủ Đức cũng đã mua 23% lượng khí đốt tự nhiên từ Bỉ trong 3 tháng đầu năm 2023. Trong cùng khoảng thời gian này, Bỉ đã nhập khẩu 60% nguồn cung LNG từ Nga. Telegraph cũng trích dẫn dữ liệu từ Eurostat cho biết Lithuania và Estonia cũng bí mật mua LNG từ Nga với giá trị lên đến 6,1 tỷ euro trong năm 2023, bất chấp lời hứa từ Moscow về từ chối nhiên liệu. Do đó, thị phần của Nga trong nguồn cung khí đốt của EU sẽ có thể cao hơn rất nhiều so với con số chính thức là 13% theo báo cáo của Eurostat. Để có thể ngăn cản nguồn thu từ dầu khí của Điện Kremlin, Mỹ đang thúc đẩy các lệnh trừng phạt đối với LNG của Nga. Và động thái này đang xung đột với lợi ích của EU. Vào tháng 12 vừa qua, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với dự án LNG của Nga ở Bắc Cực. Dự án này gồm 3 dây chuyền khí hóa lỏng với tổng công suất là 19,8 triệu tấn mỗi năm. Tuyến đầu tiên dự kiến được vận hành từ cuối năm 2023 và việc chuyển hàng được triển khai vào quý 1 năm 2024. Ngoài Novatek sở hữu 60% cổ phần dự án LNG, còn có sự tham gia của các công ty khác như Total Energy của Pháp, CNPC và CNOOC của Trung Quốc, tập đoàn Mitsui của Nhật Bản và mỗi công ty góp 10%. Sau lệnh trừng phạt của Mỹ, Novatek cảnh báo rằng tập đoàn sẽ không thể đáp ứng mọi nghĩa vụ giao hàng vào năm 2024. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các quy định của Hoa Kỳ nhắm vào dự án LNG ở Bắc Cực là không thể chấp nhận được. Phát ngôn viên Maria Zakharova cáo buộc Mỹ luôn khẳng định tầm quan trọng của an ninh kinh tế toàn cầu, nhưng thực tế chính quyền Washington đang theo đuổi lợi ích riêng và cố gắng lật đổ đối thủ cạnh tranh. Bà Zakharova cũng cho biết quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc, cũng như các công ty có liên quan trong dự án LNG ở Bắc Cực, sẽ tiếp tục được tăng cường và không bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt. Theo thống kê năm 2023, Nga là quốc gia sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng lớn thứ tư trên thế giới sau Mỹ, Úc và Qatar. Các quốc gia như Hà Lan và Anh đã cấm trung chuyển LNG của Nga, nhưng Bỉ, Tây Ban Nha và Pháp vẫn cho phép nhập khẩu và tái xuất LNG từ Nga. Họ lập luận rằng các công ty chưa thể rút khỏi các hợp đồng hiện có. The Financial Times cho biết, đối với các hợp đồng nhập khẩu và tái xuất, châu Âu đang vận chuyển khoảng 1/5 lượng LNG nhập khẩu từ Nga đến các nơi khác trên thế giới, giúp cho Moscow tối đa hóa doanh thu từ nhiên liệu hóa thạch. Cụ thể, trong 3 quý đầu năm 2023, EU đã nhập khẩu 17,8 tỷ mét khối LNG từ Nga, nhưng 21% được chuyển đến các nước như Trung Quốc, Nhật Bản và Bangladesh. Công ty Yamal LNG của Nga có hợp đồng kéo dài đến năm 2039 với công ty khí đốt tự nhiên Fitch của Bỉ. Yamal LNG cũng có hợp đồng với công ty CFI, một doanh nghiệp của Nga, đã bị chính phủ Đức quốc hữu hóa vào tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, ban quản lý công ty CFI của Đức đã từ chối hủy hợp đồng với Nga. Lập luận việc rút lui khỏi LNG Nga sẽ khiến cho người nộp thuế ở Đức phải trả khoản tiền bồi thường hợp đồng lên đến hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Đến lúc này, những gì mà các nhà điều hành Ủy ban châu Âu có thể làm là siết chặt các quy định. The Financial Times trích dẫn một tài liệu từ Ủy ban châu Âu cho biết rằng cơ quan này sẽ có giải pháp để các quốc gia thành viên hạn chế nhập khẩu khí đốt của Nga mà không vi phạm hợp đồng. Theo đó, châu Âu sẽ sử dụng các điều khoản giảm công suất cung ứng qua các đường ống. Phương án này cũng tương tự như biện pháp trần giá dầu vì chúng không cấm mua khí đốt hoàn toàn, mà thay vào đó tìm cách sử dụng cơ chế thị trường để hạn chế khả năng bán khí đốt của Nga. Ngoài vấn đề hợp đồng, một số quốc gia thành viên EU không muốn thực hiện lệnh cấm mua LNG từ Nga vì sản lượng của Mỹ và Qatar chưa đủ để bù đắp nguồn cung. Nếu mua từ các nguồn khác, giá LNG tăng vọt sẽ khiến cho lạm phát tăng cao. Suốt 2 năm qua, châu Âu vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề lạm phát,
gây đau đầu đối với các nhà hoạch định chính sách. Kênh CNN cho hay lạm phát hàng năm ở Đức và Pháp, các nền kinh tế hàng đầu của Liên minh châu Âu, đã tăng trở lại trong tháng 12 năm 2023. Ngoài ra, thống kê chung của khu vực đồng euro cho thấy rằng trong tháng 12, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng lên 2,1% từ mức 2,4% vào tháng trước kể từ tháng 4 năm 2023. Đây là lần đầu tiên chỉ số giá tiêu dùng hàng năm ở khu vực đồng euro được thống kê tăng lên. Riêng đối với Đức, CPI tháng 12 đã tăng lên 3,8% từ mức 2,3% của tháng 11. CPI của Pháp đã tăng lên 4,1% từ mức 3,9%. Cả hai quốc gia này đều cho thấy giá năng lượng là nguyên nhân góp phần đẩy tỷ lệ lạm phát lên cao từ cuối năm 2020. Khi lạm phát toàn cầu gia tăng sau khi kết thúc lệnh phong tỏa đại dịch, chính phủ của các nước đã rót hàng trăm tỷ đô la để trợ cấp giá năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Ví dụ, chính phủ Đức đã thanh toán hóa đơn ga và sưởi ấm cho các hộ gia đình vào tháng 12 năm 2022, giúp giảm lạm phát. Giờ đây, các trợ cấp này đã không còn nữa. Thông báo vào ngày 4 tháng 1 của Văn phòng Thống kê Pháp cũng nhận định lạm phát cao hơn trong tháng 12 do giá năng lượng và dịch vụ tăng trong suốt một năm qua. Đối với các quốc gia Trung Âu không giáp biển, những nước này vẫn phải phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu của Nga. Trong khi đó, những quốc gia châu Âu có cảng biển sẽ hạn chế được lượng nhập khẩu từ Nga. Tuy vậy, thì nhu cầu của châu Âu chưa thể sớm được bù đắp bằng nguồn cung từ Mỹ và Qatar. Về phía Mỹ, quốc gia này chỉ có thể tăng nguồn cung khi các dự án lớn đi vào hoạt động. IEITS cho hay trong nửa đầu năm 2023, Hoa Kỳ đã phê duyệt 3 dự án có khả năng xử lý 5,1 tỷ feet khối mỗi ngày, một khối lượng cao kỷ lục đối với các dự án LNG. 3 dự án này bao gồm nhà máy Venture Global LNG, Sempra Energy và Net Naked Corporation, dự kiến sẽ cho sản phẩm đầu tiên vào năm 2027 khi triển khai các dự án LNG. Quyết định đầu tư cuối cùng cho phép các công ty xây dựng công trình lớn kèm theo các cả thuận về xây dựng và tài trợ sau đó. Các nhà máy mới thường mất từ 3 đến 5 năm để sản xuất sản phẩm đầu tiên. Công suất xuất khẩu LNG của Mỹ ước tính chỉ đạt 12,1 tỷ feet khối mỗi ngày trong năm 2023 và dự kiến tăng lên 12,7 tỷ feet khối mỗi ngày trong năm nay. Đối với Qatar, công suất xuất khẩu của quốc gia này đang ở mức 10,1 tỷ feet khối mỗi ngày và Qatar cũng có thể tăng công suất lên tới 14,3 tỷ feet khối mỗi ngày với các dự án khổng lồ ở phía Bắc. Quốc gia này đang lên kế hoạch cho một dự án mở rộng khác ở tại North Field, mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, chia sẻ với Iran. Hai giai đoạn của dự án bao gồm 6 đoàn tàu lớn, mỗi đoàn có công suất khai thác 8 triệu tấn LNG mỗi năm. Qatar Energy cho biết 4 trong số các đoàn tàu là một phần của dự án mở rộng North Field East, 2 đoàn tàu là một phần của dự án mở rộng North Field South. Với hai dự án này, Qatar có thể bổ sung thêm sản lượng từ năm 2027. Qatar Energy đã chọn các công ty quốc tế lớn như Total Energy, Shell, ConocoPhillips, ExxonMobil, Anadarko, Copec và CNPC làm cổ đông trong các dự án. Vào tháng 7 vừa qua, người đứng đầu Qatar Energy, ông Saad Al-Kaabi, cho biết rằng khi tất cả các dự án đi vào hoạt động, 40% tổng sản lượng LNG mới sẽ được cung ứng cho thị trường vào năm 2029. Thời gian qua, thị phần của Nga trong tổng nguồn cung khí đốt cho châu Âu đã giảm đáng kể sau khi đường ống Nord Stream 2 bị phá hủy. Mặc dù vậy, thì thị phần của Nga có thể sẽ tăng trở lại khi công suất của các đường ống dẫn khí trở nên mạnh mẽ hơn và các đường ống mới đi qua Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm hoạt động trong những năm tới. Đến lúc này, Hungary gần như hoàn toàn phụ thuộc vào khí đốt từ Nga. Vào năm 2022, chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán đã ký một thỏa thuận với Moscow để mua thêm khí đốt từ Nga. Với 3,5 tỷ mét khối sẽ đi qua đường ống Nord Stream 1 và 1,5 tỷ mét khối được vận chuyển qua Ukraine. Các quốc gia châu Âu khác cũng đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào khí đốt từ Nga. Áo, ví dụ, vẫn phụ thuộc 80% vào khí đốt của Nga. Tây Ban Nha và Bỉ, hai quốc gia có các trạm chuyển LNG lớn nhất châu Âu, cũng đã trở thành nhà nhập khẩu LNG lớn nhất của Nga sau Trung Quốc. Sự gia tăng lượng nhập khẩu LNG kỷ lục của EU trong năm 2023 chủ yếu do hoạt động giao dịch giữa Tây Ban Nha và Bỉ. Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, Moscow đang lên kế hoạch tăng gấp 3 lần sản lượng vào cuối thập kỷ, với mục tiêu tăng từ 33 triệu tấn lên tới 100 triệu tấn mỗi năm và nâng thị phần từ 8% lên 20%. Kế hoạch này có thể được hỗ trợ bởi trung tâm khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi dự kiến sẽ đưa 100 tỷ mét khối khí đốt từ Algeria, Azerbaijan và Nga về Thổ Nhĩ Kỳ trước khi phân phối đến phần còn lại của châu Âu. Ý tưởng của kế hoạch này là thông qua trung tâm dự trữ ở Thổ Nhĩ Kỳ, khí đốt sẽ mất nguồn gốc truy xuất, kết quả là Nga có thể xuất. Ngoài Slovakia, Ý và Croatia, hiện nay còn có các quốc gia khác trong châu Âu cũng nhập khẩu một lượng lớn khí đốt từ Nga. Tuy nhiên, các quốc gia này đang xem xét các lựa chọn thay thế và có thể sẽ chuyển sang các nhà cung ứng khác trong tương lai. Việc này đặt ra một thách thức cho Nga, một đối tác quan trọng của Moscow, khi mà các tình hình đang thay đổi trên thị trường năng lượng. Công ty CFI của Đức là một trong những công ty đã nộp đơn lên cơ quan quản lý năng lượng Hoa Kỳ để trở thành đối tác triển khai dự án CP2 LNG với công ty Venture Global.
Đơn xin hợp tác của CFI nhấn mạnh vai trò quan trọng của dự án CP2LNG trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng cho khu vực châu Âu. Dự án CP2LNG hiện đang chờ sự chấp thuận xuất khẩu từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ trước khi bắt đầu xây dựng. Ngoài CFI của Đức, hai công ty của Nhật Bản, Impact Corporation và JERA, cũng đã nộp đơn yêu cầu hợp tác với Cơ quan Quản lý Năng lượng Hoa Kỳ. CFI đã ký một hợp đồng kéo dài 20 năm với Venture Global, cam kết mua 2,25 triệu tấn LNG mỗi năm từ dự án ở bang Louisiana. Trong khi dự án CP2LNG đang chờ sự chấp thuận của Mỹ, thì Đức đã đảm bảo nguồn cung đối với một đối tác khác. Vào cuối tháng 12, công ty CV của Đức đã ký một thỏa thuận nhập khẩu khí đốt trị giá 50 tỷ euro với công ty Equinor của Na Uy. Với thỏa thuận nhập khẩu khí đốt từ Na Uy, Đức đã nhằm mục tiêu đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu năng lượng cho ngành công nghiệp của họ. Thỏa thuận này đã làm tăng tỷ lệ cung cấp khí đốt từ Na Uy cho Đức lên 60%, giữ vị trí nhà cung ứng quan trọng mà trước đây Nga đã nắm giữ. Tuy nguy cơ gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Na Uy có thể thấp hơn so với Nga, nhưng chính quyền Berlin cần phải đối mặt với những vấn đề kỹ thuật có thể phát sinh. Nhà phân tích Tobias Federico của công ty tư vấn Energy Brainpool cho rằng các quốc gia như Na Uy có tính ổn định chính trị nhưng vẫn tồn tại các rủi ro khả năng phát sinh. Đức nên học từ những sai lầm trong quá khứ và đa dạng hóa nguồn cung. Người phân tích Henning Klim của AIA Group cho rằng Đức muốn tránh rủi ro chính trị, nhưng không thể hoàn toàn ngăn chặn được các vấn đề kỹ thuật liên quan đến quy mô đường ống. Việc bảo vệ các đường ống xuyên quốc gia là rất khó khăn. Điều này đã được minh chứng bởi các cuộc tấn công không rõ nguyên nhân vào đường ống Nord Stream hơn một năm trước. Ngay cả khi không bị phá hoại, việc bảo trì các đường ống cũng có thể dẫn đến rủi ro về giá. Vào đầu năm 2023, việc Na Uy bảo trì đường ống đã khiến lưu lượng khí đốt đến châu Âu giảm mạnh và giá tăng nhanh. Đối với Đức, khí đốt đóng vai trò quan trọng vừa là nguyên liệu vừa là nguồn năng lượng. Do đó, bất chấp phải phụ thuộc vào Na Uy, chính quyền Berlin cần phải nhanh chóng tìm ra giải pháp, đặc biệt khi giá khí đốt đối mặt với sự leo thang, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân và tăng trưởng kinh tế.